Ngày 18 tháng 1, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, có buổi tiếp đoàn công tác của Tổng cục Dịch vụ Quân sự, Bộ Quốc phòng, Vương quốc Campuchia do Trung tướng Doan Mao, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dịch vụ Quân sự làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết tại tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Văn Liệt cảm ơn đoàn đã dành thời gian đến thăm và chúc Tết, đồng thời thông báo một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Trong những năm qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển trên mỗi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Tỉnh Vĩnh Long luôn trân trọng giữ gìn và nỗ lực vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp này của hai nước. Hy vọng các doanh nghiệp Vĩnh Long và Campuchia có thêm cơ hội gặp gỡ, hợp tác đầu tư cùng phát triển. Trung tướng Doan Mao thể hiện sự xúc động, ấn tượng về sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị mà lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dành cho đoàn. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, Trung tướng Doan Mao gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến lãnh đạo và nhân dân Vĩnh Long, chúc tỉnh đạt thêm nhiều thắng lợi, mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội ngày càng phát triển.